Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình có một cái ý tưởng này rất là táo bạo, bởi vì mấy hôm nay là mình đã review về cái điện thoại iPhone 11 Pro Max này rất là nhiều rồi, và ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ sử dụng cái điện thoại này quay ở dưới nước. Hy vọng rằng nước sẽ không vô cái điện thoại này. Lý do mình chọn mình quay cái điện thoại này ở dưới nước là bởi vì mình muốn review cho các bạn coi cái chế độ camera của cái iPhone này. Bây giờ nó có cái chế độ ống kính wide, mọi người thấy không? Nó rất là rộng. Đó. Nó có ba cái ống kính khác nhau. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái này, mình quay nó sẽ rất là đã ở dưới nước. Và hy vọng rằng với cái chuyện mà mình quay dưới nước này là nó sẽ không bị nước vô cái điện thoại. Bởi vì Apple vẫn chưa có cái clip nào chứng minh là quay cái điện thoại này ở dưới nước là không có bị hư. Nhưng mà ngày hôm nay là mình chơi tới luôn, mình sẽ review cho mọi người coi. Và mọi người nhớ theo dõi cái clip này cho đến hết nha. Mình sẽ nhúm nó xuống nước và quay thật là lâu, chứ không phải là bỏ xuống quay lên liền. Và bây giờ mình sẽ nhờ người mẫu nhí của mình, đó là Cát Cát. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay clip đây. Cát ơi! Cát ơi! Đi bơi chưa con? Để đi thay đồ bơi đi, nhanh lên. Bây giờ Cát khởi động dưới nước hả? Khởi động xong thì báo ba nha. Khi nào muốn lặn thì báo ba nha. Con bữa nay ba con sẽ quay con bằng cái điện thoại. Còn người đang xem con á, con sẽ lặn xuống nước. Khi lặn nó sẽ không bị hư nha. Ôi dồi ôi, lạnh quá các ơi, ba lạnh quá. Ngày hôm nay ba sẽ quay từ từ. Ngày hôm nay ba sẽ quay review Cát bơi và lặn dưới hồ bơi bằng cái điện thoại iPhone 11 Pro này. Cái tin là cái điện thoại này xuống nước được không? Dạ được. Bây giờ 1, 2, 3, 2, 2, ba con mình lặn xuống luôn nha. Nhưng mà ba hơi lạnh nha. 1 Rồi được cái tạc, ba lạnh thôi. Chưa ra từ từ nha. 1, 2, 3 nhiều cái hình đẹp mình quay dưới nước bằng cái iPhone 11 Pro. Anh nghĩ chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hình ảnh đẹp ở trong cái máy này. Vậy? Bởi vì ngày hôm nay mình có hứa là mình sẽ quay review với lại mọi người về cái điện thoại iPhone dưới nước á. Bây giờ ba sẽ kiểm tra lại những cái file hình lúc nãy nha. Nãy giờ mình quay có tốt không? Ba cũng không biết nữa, bây giờ mình ba coi nè. Để ba bấm coi. Hết pin rồi đó hả? Chưa. Trời. Trời. Thấy giờ có bắt mai. Trời ơi. Tại sao hết á? Nãy ba nói kiểm tra quay vô bấm mà Cát nhìn giùm ba coi cái màu đỏ nó chạy chưa mà giờ Cát. Trời ơi. Trời sao vậy? Nãy giờ không có bấm máy. Sao Cát không chịu bấm? Nói bấm kiểm tra giùm cho ba. Không phải tại con đâu. Trời ơi, ba có quên chỉ Cát coi luôn. Nãy giờ ba bấm với Cát dưới nước quá trời, quay bằng cái iPhone 11 cả đời luôn. Sợ vô nước xong rồi để lên trên, cuối cùng giờ không có bấm máy. Ba mà ra con lần nữa là con mát mà. Ủa, ba đâu có la, ba la ba, ba giận ba nè. Trời ơi, ba quên bấm máy. Thôi bây giờ nè, Cát thương ba. Ngày mai Cát quay lại với ba một lần nữa được không? Sao vậy? Lại đây, lại đây ba nói chuyện, nói nghe. Lại đây ba nói nghe. Lại đây.
Lại đây. Bây giờ ngày mai quay lại lần nữa, hồi mưa ba mua cho các cây kem ha. Vậy chứ chút nữa các thích ăn cái gì? Kẹo. Kẹo hả? Ba xin lỗi thôi, ba chưa bấm máy bực quá. Thiệt tình luôn á. Bực. Nè cầm cho má coi. Bực mình quá. Cái máy này coi như là ôi ba. Dục luôn đi. Tập luôn. Không xài nữa tay. Bấm máy cũng không được. Giờ chứ gắn máy làm gì. Bực mình quá đi. Bực bực ba xin lỗi, khóc mà xuống nước sau quên, xuống nước sau xém uống ngậm nước luôn. Ba mới cứu bác lên lại đó. Tất cả cũng tại cái máy này hết. Quay thì không bấm máy, giục nó thì cắt lụm lại. Rồi giờ các cái ba giận nhau vậy, ba đập nó luôn vô rồi đi. Buồn bã gì đâu luôn á. Tuyệt vời, rất là đẹp, rất là trong, rất là sáng, hình ảnh rất là sắc nét và cực kỳ thích cái ống kính quay rất là rộng, thấy được cái góc máy sướng luôn. Cho nên mọi người thích quay dưới hồ bơi thì cứ quay nha. Còn ngày hôm nay thì đây, con gái của mình đây đã đồng ý quay lại thêm một lần nữa cho Huy Khánh rồi. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ. Vui chưa? Hết buồn rồi đúng không? Mua vô cây kẹo là vui lại liền đó. Thiệt là buồn chứ. Tại cái này nè, tại mày hết đó. Tại mày mà ngày hôm nay con cái tao buồn đó. Và cũng tại mày mà tao phải quay lại một lần nữa đó. Hy vọng không phải tại mày mà cái điện thoại tao hư nha. Đó. Bây giờ người thì buồn, người thì rất là vui vẻ ngồi ăn kẹo. Nè, tại cưng hết đó nha cưng. Thôi thì Huy Khánh hẹn mọi người lại ngày mai mình sẽ quay một cái clip khác. Và hy vọng rằng cái clip này mình sẽ quay được cái cảnh cái điện thoại này xuống nước. Và cũng hy vọng rằng ngày mai mình sẽ không quên bấm máy. Hoặc có bấm máy thì máy nó vẫn ăn chứ đừng có mất nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và hy vọng rằng ngày mai mọi người lại tiếp tục xem clip của hai cha con Huy Khánh. Để coi về cái cảnh Huy Khánh review cái điện thoại iPhone 11 mắc rồi xuống nước. Còn bây giờ cái người mà đang vui nhất không ai khác đó chính là Cát Cát. Bây giờ cái điều này đi bơi. Ủa nãy sao thấy bơi bay từ trên nhà xuống hồ bơi mà. Sao giờ mới đi đăng máy vậy? Thấy được. Rồi, nghe đó cũng được. 2, 3, vô. Bây giờ các sẽ đi bơi. Bay rồi, bay nghe được. Nó đứng rồi, đứng rồi. Bơi bằng cách nào chưa? Mọi người xem kỹ lại đây, rồi comment bên dưới nha. Hẹn clip cá coi ba với con đi xuống hồ bơi như thế nào nha.